Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày 14 tây tháng 9 ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Và hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 15 tây tháng 9 tại Việt Nam rồi Thì hôm nay chúng ta đang nhìn vào đây là biểu đồ của Bitcoin trên sàn Coinbase Một gọn nến là một ngày Thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta đã kết thúc là một cái màu xanh Và ở mức là 47.000 thì coi như cũng hồi phục lại từ cái mức thấp ngày hôm qua là khoảng 43.400 thì hôm nay những bạn nào mà thích phân tích kỹ thuật đó, thì có một cái hiện tượng xảy ra Đó chính là hiện tượng Golden Cross Hay là chúng ta thấy được trên màn hình đó, đó chính là hiện tượng là cái đường trung bình giá ngắn hạn 50 ngày có nghĩa là cái đường màu xanh này cắt ngang qua cái đường trung bình giá dài hạn 200 ngày và xu hướng là cái xu hướng đi lên Nhiều bạn mà thích phân tích kỹ thuật đó thì cho đây là hiện tượng tốt à, Đối với giá cả của Bitcoin Cách đây không lâu các bạn còn nhớ là chúng ta có hiện tượng ngược lại là hiện tượng dash cross hay còn gọi là giao cắt tử thần. Thì lúc này là cái lúc ngược lại cái đường màu xanh này cắt ngang qua cái đường màu đỏ và xu hướng là đi xuống. Tại vì đây là cái thời điểm mà chúng ta thấy là cái đường trung bình giá ngắn hạn cắt ngang trung bình giá dài hạn thì lúc này xảy ra đó là ngày 19 tây tháng 6 lúc đó giá Bitcoin đó thì khoảng chừng là 35 36.000. Sau đó thì chúng ta thấy được là mình cũng có cái sự đi xuống xuống tới mức là 28.700 Nhưng mà không muốn xuống sâu như là nhiều bạn nghĩ Bây giờ hiện tượng ngược đài đã xảy ra các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có quan tâm đến Golden Cross và Dead Cross Center không? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới Thì hôm nay ngoài chuyện điều này ra thì thường muốn chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn Nhìn chung đó thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có khá nhiều màu xanh Cũng có một số đồng màu đỏ mà thường sẽ chia sẻ với các bạn Thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì nhìn chung thị trường ngày hôm nay đó các bạn thấy tình hình như thế nào tình hình thì bitcoin tăng 4,5% dựa theo con Jacko ethereum cũng tăng bây giờ là hơn 3.400 đô ở mức là tăng trưởng 3,5% trong dòng. một ngày qua chúng ta thấy Cardano thì dậm thương tại chỗ ở cái mức là 2 đồng 39 cent đồng BNB thì tăng 3,4% XRP thì tăng một chút tăng 1,7%. Solana thực ra đã có lúc mà đi xuống cái mức cao hơn là hơn 10% bây giờ đó là dựa theo con gecko thì xuống 4,1% trong vòng 24 giờ qua ở mức là 158 đô đã có cái sự đi xuống. Thì ngày hôm nay thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ về Solana tại vì có một cái sự cố đã xảy ra và cái sự cố này đó đã dẫn đến mạng lưới của Solana ngưng hoạt động cho tới bây giờ là khoảng 15 tiếng đồng hồ rồi. Lúc mình làm video này có nghĩa là đã bị đóng băng, không một lốc nào được tạo ra trong thời gian 15 tiếng thì chuyện gì đã xảy ra và đây là có thông tin mới nhất thường muốn chia sẻ với các bạn và thông tin này là đến từ cái twitter solana status thì cái thông tin mới nhất này đó là liên quan tới mạng lưới Solana Mainnet Beta đã gặp phải cái sự gia tăng giao dịch lớn dẫn đến quá tải giao dịch đạt mức cao nhất là 400.000 giao dịch trong một giây. Cái sự gia tăng này có thể đến từ việc bán token của một cái giao thức ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy được là có hai điểm các bạn cần phải quan tâm đến. Thứ nhất đó chính là Solana Mainnet nghĩa là cái mạng lưới chính thức của Solana đã bị tắt ngã ngày hôm nay. Mặc dù là giao dịch lên tới 400.000 giao dịch trong một giây rất là nhưng mà vẫn gặp cái sự cố Đi quá tải Và cái Mainnet này vẫn là trong cái chế độ Beta Có nghĩa là cái phiên bản này là cái phiên bản Hiểu đơn giản là phiên bản mà sơ khai Của Solana vẫn đang được triển khai Chứ không phải là cái uh, phiên bản Mà nó đã được hoạt động lâu năm rồi Thì cái phiên bản Solana Mainnet Beta này đó Mặc dù là chỉ là Beta thôi Nhưng mà đã đứng hạng thứ bảy rồi Cho thấy được là cái thị trường này đó Những cái dự án các bạn Có thể cảm thấy là những dự án này đó Nó rất là phổ biến nhiều người tin tưởng sử dụng nhưng mà cái phiên bản đó vẫn là cái phiên bản trong thời kỳ triển khai mà thôi chứ không phải là cái phiên bản mà đã có lâu năm cho nên những sự cố là sẽ có và sự cố ngày hôm nay là mạng lưới này bị quá tải nhiều người nghĩ là bị quá tải tại bị liên quan tới cái việc là bán token của một cái giao thức dẫn đến là nhiều con bot ấy, đi mua token và khiến cho cái giao dịch tràn ngập ở trên mạng lưới của Solana nhiều người nghĩ là không phải tại vì có ai đã muốn cố tình tấn công solana nhưng mà sự thật là solana đã bị tắt nghẽn ngày hôm nay và các giao dịch đó dẫn đến là cái giao dịch được chờ đợi để mà xử lý đó họ tràn ngập luôn nghĩa là quá nhiều dịch được chờ đợi để xử lý làm cho cái mạng lưới bị tắt nghẽn và cái việc mà thiếu ưu tiên trên mạng lưới của solana dẫn đến là mạng lưới bắt đầu bị phân tách như là bị fork và cái việc này đó dẫn đến là cái việc tiêu thụ bộ nhớ quá mức khiến cho một số những cái menu những cái người mà chạy những cái máy chủ đó những cái menu ở cái chế độ offline tại vì cái bộ nhớ đã bị à, sử dụng quá mức và các kỹ sư trên toàn hệ sinh thái đã cố gắng ổn định mạng nhưng mà không thành công thì tình hình như thế nào tình hình bây giờ đó là cộng đồng lập trình đã chấp nhận cái việc mà khởi động lại mạng lưới và sẽ bắt đầu từ một cái điểm nào đó trước đây như là họ sẽ lấy một cái điểm nào đó của mạng lưới khi mà khởi động lại họ sẽ bắt đầu từ cái điểm đó thì cộng đồng đang chuẩn bị cái bản phát hành mới và cái hướng dẫn đó đã được đăng ở trên cái Twitter của Solana Status. Đây là cái hướng dẫn làm sao để khởi động lại mạng lưới. Thì các bạn thấy được đó đây không phải là cái lần đầu tiên mà Solana gặp sự cố. Từng vừa rồi đó họ cũng gặp một sự cố tương tự như là các bạn thấy được trên mạng lưới của Solana. Chúng ta thấy được là ngày hai tây tháng 9 cùng có cái sự kiện tương tự nhưng mà nó nhỏ hơn hôm nay là cái sự kiện lớn hơn khiến cho cả mạng lưới Solana bị à, đóng băng ngày hôm nay các bạn thấy được là tình hình bây giờ đã cho thấy là chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi thì bây giờ trên mạng lưới Solana các bạn à, không thể làm gì hết cho đến khi nào mà họ thông báo là đã kích hoạt trở lại nếu có thông tin thì sẽ chia sẻ trên những mạng sỏi với các bạn Nhưng mà bây giờ các bạn không có làm gì hết Rất nhiều người giao dịch trên mạng lưới Solana đang bị Uh, giống như là họ đã giao dịch nhưng mà chưa có thành công thì vẫn đang bị treo những cái giao dịch đó trên mạng lưới của Cardano cũng như là có một số những dự án đó họ đã ra cái uh, ngày để mà ra token ngày hôm nay nhưng mà vì cái sự kiện này họ phải trì hoãn lại tại vì họ không có hoạt động trên mạng lưới của Solana được dẫn đến thất thoát khá là nhiều nhiều người khi mà họ gửi đồng Solana hay là sử dụng mạng lưới Solana thì đang bị treo hiện bây giờ thì các bạn thấy được là có một số điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Điều đầu tiên đó như thằng đã chia sẻ với các bạn, tuy là những cái dự án này các bạn thấy được là có nhiều vốn hóa nhưng mà trên căn bản rất nhiều dự án vẫn đang trong cái thời điểm triển khai mà thôi. Và những điều này sẽ dẫn đến là cái mạng lưới sẽ bị những cái lỗi đó là chuyện bất bình thường mà thôi. Ngay cả các bạn thấy được là những mạng lưới như là Telegram cũng bị lỗi. Thứ nhì nữa là bây giờ đó nhiều người nói là cái này là cái giá mà Solano phải trả. Tại vì sao? Tại vì Solano đó có quá nhiều dịch trong vòng một giây. Thì để làm được điều này, họ cần phải uh, chấp nhận hy sinh, hy sinh những gì, hy sinh giống như là phi tập trung hay là hy sinh uh, liên quan đến cái sự an toàn của mạng lưới hay là cái phí dịch quá thấp dẫn đến người ta dễ dàng tấn công mạng lưới của Solana. Đây là lý do tại sao mà nhiều người nói là chúng ta thấy là tại sao mày Ethereum có giá trị. Tại vì Ethereum cũng đã từng trải qua những cái uh, sự kiện lúc mà cái mạng lưới hình thành trước đây nhưng mà bây giờ Ethereum đã vững vàng hơn và Ethereum nó mạng lưới giao dịch ít hơn nhưng mà có cái sự an toàn cao hơn đây là lý do tại sao mà Ethereum có giá trị đây là một số à, những cái lời chỉ trích liên quan tới solana thì đương nhiên các bạn được là trong vòng mấy tuần qua đó solana đã trở thành một cái à, tiêu đề rất là nóng cho nên hôm nay đó thì đương nhiên khi mà solana gặp sự cố thì sẽ có nhiều người à, nhảy ra để mà à, nói về solana và nói là solana cũng có nhiều cái lỗi chứ không phải là chỉ riêng những mạng lưới khác và cái sự mà giao dịch nhanh chóng trong lưới solana phải được trả giá bằng cái khác như là liên quan đến là an toàn của mạng lưới vân vân cảm ơn thường lưu ý đến ở đây đó thì uh, thứ nhất là các bạn nên hiểu là những mạng lưới nào khi mà mới ra cũng gặp sự cố hết ngay cả các bạn thấy được là những cái tin tức gần đây liên quan đến Cardano thì cũng có nhiều cái sự cố đã xảy ra trên mạng lưới của Cardano nhưng mà dần dần sẽ được khắc phục điều thứ nhì nữa đó thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy được là nếu như mà đây không phải là một cuộc tấn công mà thực sự là có quá nhiều giao dịch 400.000 giao dịch trong một giây dẫn đến là cái mạng lưới bị tắc nghẽn thì có thể cho các bạn thấy được là cái sự hứng thú liên quan tới Solana là như thế nào đó là điều thứ nhì thường muốn chia sẻ với các bạn điều thứ ba đó mà điều quan trọng hơn hết đó, ngoại trừ cái việc là khi nào họ uh, trở lại và sau này đó mọi người có còn tin tưởng nữa hay là không liên quan tới Solana ngoại trừ điều đó ra điều mình thường quan tâm đến đó chính là cái việc liên quan tới những nhà đầu tư Giống như là các bạn thấy được là có một người ở trên Twitter Nói là bây giờ đó Solana đã gặp sự cố ngày hôm nay Thì bây giờ chúng ta trở lại đầu tư Ethereum Hay là chúng ta double down, cắm số đỏ để mà tiếp tục mua thêm Solana Thì đây là một cái câu nói giỡn thôi Nhưng mà ý tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là khi mà cái sự cố Solana này xảy ra Thì điều mà các bạn cần phải lưu ý đến đó chính là cộng đồng Solana như thế nào Họ có tiếp tục thu mua và nghĩ đây là một cơ hội tốt để mà có thể thu mua được đồng Solana với cái giá rẻ hơn hay là không Và cái giá sẽ rớt tới cái mức nào Bây giờ thì cái giá đã ổn định lại hầu như là mức là khoảng 160 đô Khi mà các bạn nhìn thấy Tình hình của ngày hôm nay đó khi mà Solana đã có lúc đi xuống còn 145 thì đã đi trở lên trong vòng mấy tiếng qua và ổn định lại. Ở cái bên hiện tại là khoảng 160 thì cái cộng đồng của Solana có tiếp tục à, tin tưởng và lưu trữ và thu mua Solana hay là không? Giống như các bạn thấy được là cộng đồng của Ethereum thì rất là mạnh, Solana như thế nào? Đây là một trong những cái thời điểm quan trọng để chúng ta thấy được là sức mạnh cộng đồng của cả hai bên như thế nào. Điều mà À, chúng ta thấy được là tình hình bây giờ là không tốt cho Solana nào mà rất là nhiều người tấn công Solana này hiện bây giờ bản thân thuận thì thời gian gần đây cũng quan tâm đến Solana như bạn cũng đã biết nhưng mà Tevion vẫn là cái đồng mà thuận lưu trữ nhiều nhất và và lưu trữ cái thời gian lâu nhất nhiều nhất như ở đây còn nhiều hơn cái bịch nữa tại vì thuận có lòng tin đối với mạng lưới của Tevion điều này thì đương nhiên nhiều bạn cũng đã biết nhưng mà không phải là vì cái lẽ đó mà thuận tấn công những mạng lưới khác hay là không phải vì cái lẽ đó mà thuận không quan tâm đến những mạng lưới khác À, chỉ là nhiều khi các bạn cũng đã biết là thời gian có hạn cho nên thường không thể nào mà quan tâm hết tất cả những nền tảng được nhưng mà Solana cũng là một trong những cái nền tảng mà thường quan tâm và cái điều quan trọng ở đây đó nếu như mà các bạn thấy được là sau khi mà lưới khởi động lại và giá cả của Solana lại tăng trưởng trở lại một cách nhanh chóng có nghĩa là lòng tin cộng đồng rất là mạnh điều này chúng ta không thể xem nhẹ cũng như là nếu như mà Solana không phải là thực sự bị tấn công mà thực sự là có quá nhiều giao dịch như vậy trên mạng lưới dẫn đến tắt nghẽn mà 400 ngàn giao dịch trong vòng một giây thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến và không nên xem nhẹ đương nhiên nhiều người chỉ trích solana nói là giao dịch nhiều như vậy nhưng mà cái phí quá thấp thì đương nhiên sẽ rất dễ dàng bị tấn công cho nên đối với lại một số người thì họ nghĩ là ethereum là một cái sự lựa chọn nó an toàn hơn đã có mặt à, lâu năm hơn và những cái lỗi trên ethereum cũng đã dần dần được khắc phục và đây là một mạng lưới mà khó tấn công hơn thì các bạn nghĩ sao về cái sự kiện liên quan tới Solana các bạn comment ở bên dưới Tin tức kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là hiện giờ có một cái tin đồn Tin đồn này không có liên quan tới Solana nhưng mà liên quan đến một cái sàn mà Có sự ủng hộ rất lớn đối với mạng lưới Solana đó chính là FTX Thì tin đồn này vẫn chưa được xác thực chúng ta chỉ biết được Là có khoảng chừng là 45.000 Bitcoin đã di chuyển từ cái ví của sàn FTX mà thôi Nhiều người cho là sàn này bị hack hay gì đó Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức cái mà mọi người thấy được đó chính là chúng ta thấy được cái số lượng lớn à, Bitcoin này di chuyển liên tục rời khỏi cái à, địa chỉ ví của FTX rồi di chuyển liên tục thông qua nhiều ví khác nhau. Cái Thông tin này đã được chia sẻ bởi Sam Bankman Free. Thì Sam Bankman Free là CEO của sàn FTX cũng là một trong những nhà đầu tư lớn của Solana. Thì nói là có thể là nhiều người không biết cái cách hoạt động của Bitcoin. Đó chính là mỗi lần các bạn di chuyển đó, mà những Bitcoin đó đến từ nhiều cái giao dịch khác nhau trước đó hay là UTXO thì cái giao dịch đó nó sẽ tốn nhiều tiền hơn và nó sẽ tốn nhiều cái thời gian hơn để mà kết hợp lại những cái utxo đó trước khi mà gửi cho nên à, họ đã bắt đầu mấy ngày trước đó họ đã tìm cách để mà hợp lại những cái UTXO đó để cho sau này họ có thể là giải quyết những cái lệnh rút tiền nó một cách nhanh chóng hơn thì đây là cái lời phát biểu của Sam Bankman-Free về cái sự kiện mà nhiều người thấy là tại sao mà lại có cái số lượng lớn Bitcoin di chuyển như vậy thì Sam Bankman-Free chủ yếu nói là di chuyển cái đó là chỉ đơn giản là là để À, kết hợp lại những cái UTXO đó để làm cho cái việc rút tiền nó nhanh hơn nhưng mà nhiều người thì lại không tin tại vì nhiều người nói là nhưng mà cái số lượng tiền này sau mấy ngày vẫn tiếp tục di chuyển nhiều như vậy. Thì à, đây là một trong những cái tin đồn chúng ta vẫn chưa có xác thực được và thường chỉ muốn chia sẻ bao nhiêu đó thông tin mà thôi tại vì thường không muốn đưa ra những cái thông tin mà chúng ta chưa có cái tài liệu xác thực hơn. Khi nào mà có thêm tài liệu xác thực? Hôm nay thường dành rất nhiều thời gian để mà đi tìm kiếm những cái tài liệu xác thực về những cái thuyết âm mưu mà thực chia sẻ hiện bây giờ Nhưng mà cho đến khi nào mà thường có thể có được Những cái tài liệu chính xác hơn Thường sẽ ngưng ở đây để cho các bạn biết được là Đây là một cái tin đồn Và cái tin đồn này đã dựa theo sang payment free thì họ không có bị hack gì hết Chỉ là họ muốn di chuyển bên của họ Để mà họ hợp lại Những cái UTXO đó Để cho họ giải quyết những cái lệnh rút tiền Nhanh hơn sau này đây là cái lời phản biện của Sam Bankman Free mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có nghĩ là sàn FTX đã bị hack 45.000 Bitcoin này hay là không? Các bạn hãy comment ở bên dưới.